out of compassion. For the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attend bliss and birth and death, and quickly realize no good. Phụng thỉnh đại đức thần thỉnh, vị thứ pháp hội cập nhập tiếp chúng sanh, xin duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như hán diệu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed noble and perfectly enlightened one. Namo Sananto Sucedo Ye Alahadi San Miao San Puto Se. Namo Tathagata Toya Daya Alahadi Tamil Tambo Datoa. Namo Tathagata Toya Daya Alahadi Tamil Tambo Datoa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wan zhe shou chi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshu, and all good advisors, Amitofo. Chu Fo Pusa Liu Zhu, Shu Fu Shang Ren, Da De, Yue Wei Shang Zhi Shi, Amitofo. Kính thưa lục tổ, kính chư Phật Bồ Tát, thưa lục tổ, hòa thượng Tiền Hóa, thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 6th of July 2014. We are in Rosemead, California to discuss the Vajrasutra. We are on slide 794. Sutra text, Subhuti said, large were honored one, and why? If that mass of fine dust motes actually existed, the Buddha would not speak of it as a mass of fine dust motes. And why? The mass of fine dust motes is spoken of by the Buddha as no mass of fine dust motes. Therefore, it is called a mass of fine dust motes. Sư Phụ Tỳ Yên, Sơn Đô Sư Dũng, Hỡ Dị Gụ, Rô Sư Vĩ Trần Trung Sư Yếu Trợ, Phổ Trợ Bú Sô, Sư Vĩ Trần Trung, Sư Yí Trợ Hơ, Phổ Sư Vĩ Trần Trung, Chí Phê Vĩ Trần Trung, Sư Mình Vĩ Trần Trung. Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao? Nếu những vi trần thật có thì Phật chẳng nói là những vi trần. Tại vì sao? Phật nói những vi trần tức chẳng phải là những vi trần nên gọi là những vi trần. Ok, slide 797. So the Buddha says, if I were to pulverize this galaxy into this world, into fine dust motes. Is that a lot? That's what he asked Subhuti. Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, nếu như ta lấy cái tay mà nghiền nát cái thế giới này thành ra bụi trần, thì cái bụi trần này nó có nhiều hay là ít? Thì ngài Tu Bồ Đề nói rất là nhiều. So Subhuti said, yes, of course, it's a lot. Okay. All right. And
Shibuya says it's a lot of dust because only because it's has no self nature. And you keep on hearing about this word. Cái vị nghe Phật pháp tới cái phần mà nó có giáo lý nó cao minh một tí thì bắt đầu nói chuyện về cái thực tính, cái tự tính. This what is the self nature that that people talked about in Mahayana? Cái tự tính là mà bên Phật giáo nghĩa là gì? Does anyone know? Huh? What is the self nature? Yes and no. Cái tự tính này là gì? Là phải Phật tính là không, thì nó có cũng trong phần trong Phật tính, mà cũng không có trong. Okay. What is the self nature? Will someone explain to me what the self nature is about? Cái thể tính là gì? Tự tính, thể tính. Sometimes you hear a substance. Sometimes you hear a self nature. What is it? Yes. The nature before realization? What's realization? You keep on using big words after big words. What is it? Buddha nature before realizing that it's Buddha. Buddha nature before is you realize Buddha nature. Yes, it's still confusing to me. What's now I'm looking for? What is the self nature here? What is the substance text? Well, I'm trying to do a store consciousness, but I'm not sure what you're looking for. No one knows. Okay, that's good. Yes. Emptiness. Is it emptiness? Is emptiness. Okay. Let's be concrete. Mình nói một cách thực tế đi. Okay. When we say this thing here, this object here, does it have a self nature or not? Cái này nó có tự tính là không? Yes. Shana says it's yes. Có người nói là có. It's very important. Does this have self nature? Oh, it doesn't. It doesn't. Shana changed her mind. Oh, it doesn't. Okay? The material is the self nature. We agree that it has no nature or self nature. It has nature or it has no nature. Huh? Materials have a self nature. A rock have a self nature, according to Mr. Bowman here. Okay, she changed her back now. Miss Correa changed her mind back to the original assertion. It has a self nature because she's influenced by Mr. Bowman, the authority. And Bowman, yes, of course, you should be influenced by me. Anyone else? Does it have a nature? Cái này có bản tính là không? Yes or no? Raise your hand now. Don't say anything. Just raise your hand. Anyone feels it has a self nature, please raise your hand. 1, 2, 3. Anyone feels it has no 4. Anyone feels it has no self nature? Và ai nói là không có bản tính? Raise your hand. 1, 2, 3. 4. Boy, we're that even. That's horrible. Hoàng Ngân sao? Cô Dín said something I don't understand. Yes? So what is his nature is talking about?
cái tính là cái gì? When we talk in Buddhism, we talk about nature. We're talking about mentioning the concept of no reality. Is it real? Is it real? The nature here, someone mentioned earlier, nature here refers to the fact that it has real substance. Cái bản tính này á, có nghĩa khi mà nói chữ tính là mình nói nó có thật hay là nó giả. Cái thật á, là nó có một cái thể chất, nó chân thật, chứ không phải nó giả tạo. For example, you say that someone's mouth is phony, right? That means that smile has no nature, in other words, okay? Because that smile is phony, that smile doesn't come from, it's not true, it's a true emotion, okay? Does it ring a bell? Okay? Doesn't your conscious mind requires is seeking after the truth, isn't it? Cái tâm quý vị đó, tâm suy nghĩ quý vị á, nó muốn hiểu cái nào đúng, cái nào thật, cái nào giả, đúng không? Is that my correct? Phải không, Quang Ngân nghe cái giảng pháp, đúng không? Ở cái này đúng, cái này giả, cái này thật, cái này giả, đúng không? Everything you look at, everything you see, your mind says, is this real or is it false? That's how your mind functions. Cái tâm quý vị, một khi mình nhìn bất cứ cái gì đó, thì tâm quý vị tự hỏi, cái này đúng, cái này thật hay là cái này giả? Yes or no? Yes, sir. Isn't your mind more concerned with finding things it likes, like and pleasurable sensations? Does it really matter if it's true or not? On that level? The pleasurable sensation. Có người nói hỏi là không lẽ cái tâm không phải cái tâm mình nó tìm cái sung sướng, nó né cái khổ sở. Yes. So I ask you back then. The mind that seeks after pleasure versus the mind that seeks after what is real. Which one is a deeper level? Thì hỏi ngược lại. Cái tâm mà quý vị mà đang tìm cái sự sung sướng, ok, cái tâm mà đòi cái sướng, đòi cái ngon, với cái tâm mà đòi cái thật, đòi cái giả, cái nào là cái nó thâm sâu hơn, cái nào nó sâu sắc hơn? I ask you. What is deeper? Hỏi quý vị đồng ý không? Là cái tâm mà nó tìm cái sự thật đó, nó sâu sắc hơn, nó nằm sâu hơn cái tâm nó tìm cái sự sung sướng, đúng không? Am I correct? Is it correct that the mind is seeks after to discern what is true versus false is at a deeper level than the mind is seeks pleasure or displeasure? Agree with that? Do we agree with that? Có đồng ý chỗ đó không? Yes or no? Yes. You agree? Why? Tại sao vậy? Even though the mind who seeks pleasure, it also asks itself, is this pleasure real or false? Correct or not? Does she really love me or not? We ask ourselves all the time. Thì vì biết cái tâm mà đòi, đang tòi cái sung sướng đó, thì chính lúc đó cái tâm mình đang hỏi cái sướng này nó thật hay là nó giả. Còn giống người đàn ông chuyên môn tự hỏi đấy,
cái cô này có thương, thiệt sự thương mình không? Hay là cô này chỉ là giả tạo, thương mình giả tạo thôi? Yes or no? Okay? So you see, the fundamental functioning of your mind is that it seeks what is real. It wants to discern fundamentally what is real versus what is false. Quý vị thấy, cái tâm quý vị, tâm tất cả quý vị đó, luôn luôn muốn biết nó thật hay nó giả, là cái tầng độ mà thầm kín nhất của quý vị muốn biết là nó thật hay là giả, ông thầy nào đúng hay ông thầy nó sai, ông thầy nào thật là ông thầy nào giả, cái pháp này ông thầy nào thật là ông pháp này ông giả, đúng không? Yes or no? Can you find deeper level than that? Tell me that. Yang, what's up? Yang, what's up? Yang, what's up? Can is there anything more pressing, more important to you than to know whether it's true or false? I'm asking you. Thì hỏi quý vị, trong tâm quý vị có gì nó quan trọng hơn là muốn biết cái đúng hay là nó giả, cái thật là nó giả. Yes. I'm just wondering if there's like an underlying reason why the ego is concerned with true and false. I mean, is it because it's a matter of survival? Bây giờ ông này ông nói, vậy chứ ông muốn biết tại sao. Okay? You agree with that? Quý vị đồng ý không? Dẫu đi sang xin, ta yào chứ tao, vì sao? How would you rank number 3 versus true or false? He wants to know why. Whatever. Why? Why do you say that? Tại sao? Even though I say you, if I explain to you, if I answer your question, why, you still ask, is this for real? Is this answer for real? Mặc dù thầy có trả lời quý vị là tại sao đi nữa, quý vị vẫn tự hỏi tiếp như thường, cái đúng là cái này sao? This is an obsession with your mind. The nature of your mind is obsessive about true or false. Cái tâm của chúng ta đó, nó luôn luôn, nó muốn biết cái này thật hay là cái này giả. I know your mind is now, you know, so stuck at much more important aspects of your life, such as, you know, how do I make more money? Thầy biết cái tâm quý vị hiện bây giờ đang truy chiếu những cái chuyện rất là đại sự trong cuộc đời quý vị là làm sao mà tôi được làm nhiều tiền hơn. Some people say I want to become a fully ordained nun. Có người ta đòi muốn thọ làm tỳ kheo ni. Okay. Someone wants to find love. Có người muốn tìm cái tình thương. Okay. Okay. But all of those requires the fundamental knowledge. Is it true or is it false? And tất cả cái gì truy cứu, cái gì muốn biết đó, muốn tìm hiểu đó, nó đều không ngoài, không để nào
ngoài cái phạm vi của cái này thật hay là cái này giả. So far so good. Okay, now we can take a nap. Bây giờ mình cũng gật được rồi đó. How come you don't realize this is, you know, you, how come you don't even know how your mind functions? Quý vị thấy không? Quý vị sống với cái tâm quý vị cả đời rồi. Người già rồi, người này còn trẻ. Some of you are pretty old, some of you are pretty young. There's someone here, she's not even like 10 years old. And you don't even know how your mind functions. Quý vị thấy người già khổ, mà người còn trẻ mới có 10 tuổi. Có người chưa tới được 10 tuổi, có 3 tuổi thôi nữa. Vẫn hiểu tại sao cái tâm mình nó làm việc ra sao nữa. Isn't it amazing? Okay, so what in Buddhism, bên Phật giáo mình á, Phật giáo bởi vì Đức Phật mới dạy về cái tính, về cái thể. That's what the Buddha talks about. Substance, he talks about nature. Because those are Buddhist terms that pertains to the truth. Thành Đức Phật mới dạy về cái thể, Đức Phật dạy về cái tính, cái đó chỉ không ngoài cái phạm vi của cái này thật hay là cái này giả. Therefore, when they say something has a self nature, something has a nature, something has substance, that means something is true. Thành ra khi trong Phật giáo mà nói cái gì mà có cái thể, cái gì mà có cái tính, thì cái đó, nói cách khác là cái đó, nó là chân thật. It is true. It is truthful. So far so good? Is it clear? Đức Phật dạy những cái giáo lý này để trả lời cái nghi vấn của cuộc đời quý vị. The Buddha teaches Buddhism in order to answer your fundamental questions of existence. Okay. So, if it says going back to slide 797, trở lại về lại cái tấm 797. When it says, and Subhuti says, it has no substance. Nó nói là cái vi trần, ngày tôi vừa để nói cái vi trần nó không có cái thể tính. It basically says, it is false. Whatever you call dust mode, okay, is actually false. It has no nature, it has no substance. Thành Đức Nhất Ngài tôi vừa để nhắc lại cái vị nghe. Khi mình dùng cái danh từ như là vi trần đó, okay, thì cái đó đó, nó vẫn là nó hư giả như thường. Okay? So, if the world is composed of dust motes, thành ra như cái thế giới này nó được cấu tạo bằng những cái vi trần, and each dust mote is false. Và mỗi cái vi trần nó đều là giả, đều là hư giả hết. Then what is the union of all the faults? And tất cả những cái thể của tất cả giả đó là gì? It's still false. Nó vẫn là giả như thường. Right? Let me put it in simple words for you. Okay. Once he lies, everything is a lie. Right? Okay. So what happened is that the reason we perceive something to be true is because we are deluded. Thành nói cách khác, cái lý do mà quý vị nghĩ cái đó là quan trọng, nghĩ cái đó là chân thật là tại vì quý vị bị mê muội. Now, this is the truth. This is truism in Buddhism that is very offensive to all of us. Đây là một cái chân lý bên Phật giáo mà đối với chúng ta nó rất là khó mà chấp nhận được.
Okay? What? That we're deluded. Là chúng ta bị mê muội. You still see as large or small. Quý vị còn thấy nhiều, thấy ít, có thể lớn, có thể nhỏ. Whereas the smallest thing that does most there is actually has no substance. Mặc dù quý vị thấy, quý vị đang thấy là giả, quý vị thấy lớn và nó nhỏ, mà mặc dù cái vi trần đó là cái nó không có cái thể tính, mà quý vị vẫn thấy nó là nhỏ. You still see it as small. This, I'm saying that the dust mote has so no self nature. I'm not saying beyond that. No, you're making sweeping statements. It's not correct. I'm just following the logic straight to the end. You're skipping a step. Huh? You're skipping a step. Before you jump to that conclusion, you need to stage yourself to the final leap, final plunge. Okay? Assuming everything is false is not true. I'm not assuming everything is false. I'm only assuming everything you believe is false. That's why you're deluded. Can you see the difference? Ah, precisely. That's why you jump into conclusion. You cannot speak on my behalf. You see? That's the difference. It's just like you deducing, you using your thinking, your reasoning to deduce how I think. The wiser thing would be, what is that I'm missing between from here, from the I take one dust mote to be false, to everything I take to be false. What is missing? Okay? That's logic. Never mind. Okay. We're missing. We have existence. What's missing is that your inability, okay, to detach from your sensory organs. That's what's missing. Whatever your senses, your sensors tell you, okay, you take them to be true. That's why. That's a nature of delusion. As long as you believe in your sensory organs, you believe that this is a cold drink, this is real, this is true to you, okay? Then you're being fooled by your sensory organs. This is also an invitation to insanity. No. That certainly is. Nothing to do with it. You can just easily go completely out of your mind. No. Really lose your balance totally thinking about this. No, I'm not saying that. If you're saying that, you make another sweeping statement text that says that all Buddhists are crazy. All Buddhists will end up becoming insane and disoriented. Because they really believe in Buddha's teachings. You make another leap. That is incorrect. Only because they're confused. And fool themselves. If you're confused already, sir, if you believe the Buddha's statement and you're confused. I'm not saying you're confused. I'm saying the Buddha says you're confused. It's a small difference, okay? Don't take offense at my words.
assuming you believe the Buddha, what the Buddha says is correct, and you're confused. Okay? If you're confused already, why would you jump to conclusions? Because your conclusion would be confused. So what do you do? Cái này quan trọng lắm. This is so subtle about cultivation. This is so critical. And he asks the right questions and it's very difficult to understand, it's difficult to explain. But unless you ask this question, you will not get an answer. Okay? Cái này ông này ông hỏi, cái này rất rất là quan trọng, câu hỏi rất là quan trọng. Ông nói như vậy là chúng tôi là mê muội như vậy là thì như vậy tất cả chúng tôi điên hết sao? Tại bất cứ khi tôi làm cái gì nó đều điên hết. Đều là mê muội hết. Can you get that? If he says, if the Buddha says, I'm confused already. Okay? Everything I see, I'm being fooled by my sensory organs. Chúng ta đã mê muội rồi. Tất cả cái giác quan, cái gì nó thấy gì. You feel the pain, có thể nó đau. In your legs, that's real to you. Đau là mình thấy nó chân thật, right? You feel the cold of the drink. Thấy cái này nó mát mẻ. And you take it to be real. Okay? So it, in essence, all your sensory organs are conveying information to you and you take them to be real. So far, so good. Tất cả giác quan chúng ta nó cho những cái có những cái cảm giác mà mình nghĩ là đúng. Mình thấy lành, mình thấy nóng, mình thấy no, thấy sướng, thấy đau, thấy nhẹ. So far, so good. Then we are condemned by our own sensory organ. Bởi vậy, những cái giác quan chúng ta nó làm chúng ta bị nô lệ vào giác quan chúng ta. That's what the Buddha says. And therefore, the Buddha says, you are confused. Bởi vậy, Đức Phật cũng nói, quý vị là mê muội. So far, so good. Then, Mr. Beaumont says, a very excellent point. Ông này cũng nói, nếu như vậy thì cuối cùng tất cả gì chúng tôi làm đều là bị mê muội hết. Như vậy làm sao chúng tôi ai cuối cùng chúng tôi cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì hết. And he made a good point. He says, everything we do is confused. Everything, all my life is about confusion. It's all confusion, right? If I really believe that, okay? And I really believe that the Buddha says, not you, because I wouldn't want to believe you, master. Rồi ông nói là, nếu như cái này là lời Phật nói, nhưng mà lời thầy nói, tại lời thầy nói không có ý nghĩa gì hết. My words have no meaning. You should trust the Buddha's word, not my words. Okay? Thầy nói, nếu Đức Phật nói, quý vị là mê muội. Therefore, your entire life is upside down. It's enough to make one go crazy. That's right. It's hopeless. No, it's not. I'll tell you why. Because what we have here is a reflection of the true reality in some strange kind of way. When we behave correctly within our own reality, we're according with the truer, higher reality. You're totally confused. No, I'm not. You can't hear? You cannot hear? Do you follow me? Do you follow the logic so far? Or no, you don't? And let me simplify it for you. Okay? Let me simplify it for you. I go the wrong route because he uses a lot of words. That's why I only use this word to try to explain to him. Here's the problem. He says, I'm confused. You tell me I'm confused. The Buddha says, I'm confused. Okay? Therefore, everything I do is confused. Everything I do is based on my sense. What I see, what I hear, what I smell, what I touch, what I taste. Okay? Everything I do, right? And the Buddha goes ahead and says, you're confused. Okay? Then, if I really believe that, then my world, you know, if someone really believes that, this person will go insane because what are you going to do? Okay? And my answer is,
No, that person is not going insane. Some will go insane because that person is arrogant. Thầy nói nếu như tất cả mà chúng ta mà nếu Đức Phật nói tất cả những giác con quý vị mà nhận vào nó đều là giả hết đó, thì chúng quý vị đang bị mê muội, vì quý vị bị mê muội thì quý vị nói là ông này ông nói nếu như vậy tôi mê muội rồi thì tất cả cuộc đời chúng tôi cái tôi hiểu tôi thấy nó đều là giả hết, đều bị mê muội hết. Mình thiệt sự mà tin như vậy mình điên được, tại mình không cách nào mà thoát ra hết. Thầy nói không có, chỉ cái người mà người mê muội mà tự ngạo mới điên cái đầu thôi. If you know you're confused, okay, then you should not decide for yourself. You should ask for help to undo your confusion. Does it make sense to you? Who am I going to ask? Ask someone who's not confused. Right? Ask the Buddha. Ask someone who's not confused. Or you should ask a question. What does an unconfused person do to get there? What did he do? You're assuming that everything you know already, therefore, if everything you know is false, there's nothing else you can do. That's because you are so self-confident. You said that, you know, that you trust yourself more than the next person, anyone else. I'm trying to tell you that you should not trust yourself so much. That's what the Buddha says as well. And that's the nature of confused people. They will not listen. They don't trust anyone else. Quý vị thấy không? Thầy nhắc nhở quý vị cái chuyện rất là quan trọng trong cuộc đời quý vị. Okay. Khi quý vị mê muội, như cái ông này đó, ông nói, tôi mê muội, nên như vậy tôi chịu rồi, tôi không cách nào khác. Thầy mới nói, ông chịu, nếu ông mê muội mà ông muốn thoát, thì ông phải kiếm cái người mà không mê muội mà hỏi cách thoát. Chứ còn mình tự quyết định mình thoát, sao mình thoát được? Đây là cái bản tính của cái sự mê muội của người thế gian. Okay. Quá tự tin, không tin ai, chỉ tin mình thôi. The nature, let me repeat for you. The nature of ignorance is the nature of confusion is you do not trust anyone else outside of yourself. Thành quý vị thấy không? Chính vì quý vị còn mê muội, quý vị còn bị vô minh là tại vì quý vị không tin ai cả ngoài bản thân mình thôi. Dễ sợ không? Does Hinayana tell you that? Bên Nguyên Thủy có dạy quý vị như vậy không? I ask those of you who practice Hinayana, all of you who listen to this lecture, thầy hỏi cái những cái người mà đang tu Nguyên Thủy, bên Nguyên Thủy đó, có dạy như vậy không? The only way for you to end ignorance is to place your faith in someone who is not confused like you. That's the only way. Nói cách khác, cách duy nhất mà quý vị có thể bỏ cái vô minh của mình, tiêu trừ cái mê muội mình bằng cách niềm tin, đặt lòng tin vào một cái người không mê muội, không vô minh như mình. Vậy cách duy nhất là cách đó thôi. That's the only way. You follow your guide to liberation. Mình đi theo cái người chỉ đạo cho mình để thoát cái vô minh của mình. Cái người đó chỉ dẫn đường cái gì đó. So he does. He leads you away from ignorance, away from confusion. Người ta dẫn cái gì để thoát cái vòng vô minh,
thoát cái vòng mê muội. And yet you refuse to follow them. You say, nah, they don't know any better than I do. It's just as confused as I am. That's how you keep yourself confused. This is how the confused keep themselves confused. Ngược lại, những người vô minh nó không có đâu, tôi không tin ông không biết hơn tôi đâu, người không biết gì hết đâu. Thành ra cái đó cái bản tính mê muội. Quý vị tự giữ mình mê muội trong cái vòng mê muội bằng cách không tin người khác. You keep yourself in trouble because you find it hard to trust anyone to help you get out of trouble. It just remind me of these caravans in this country back then to go to the west towards California. Remember, from the east to the west. If you follow those scouts, then you would made it. Okay, the good scouts. If you didn't follow the scouts, you're still stuck. In the East Coast, this country would never be the way it is. So, cultivation requires faith. Thành ra cái tu nó cần cái sự tin tưởng. In particular, don't trust yourself so much. Đừng có quá tự tin. Because the more you trust yourself, the more confused you become. Càng tự tin chừng nào, càng bị mê muội chừng đấy. Questions? Yeah. We're taught so much in school that we're supposed to not trust things. Trying to determine, how do you determine who is the one to trust? Who's going to be the one to guide you? And who taught you? The scientists, the experts, right? Okay, fine. Just to set, just to be clear. And? You place your trust on the wrong people. Serves you right. Cô này cô nói là trong trường, trong đại học mình đi học á, thì giáo dục á là khuyên chúng ta nên tự tin, nên phải so đo, nên suy nghĩ, nên đo lường. Ok? Không thể tin một cách mờ quáng. Thì thầy hướng hỏi ngược lại, ai là người dạy gì? Cái việc cái đó? Người khoa học gia, người bác sĩ, người thầy giáo. Thì thầy nói cách khác, quý vị bỏ lòng tin vào cái người thầy sai lầm thì quý vị vẫn còn mê muội như thường. Quý vị tin cái người mê muội thì quý vị ráng mà chịu. Questions, comments, kiến thắc mắc gì không? Yeah. And now Gujin is just woke up from her nice pleasant nap. Cái cô này mới thức dậy, mới ngủ gà cũng gật thức dậy. Bây giờ thích thú rung đùi, ngồi giơ tay hỏi. Yes. She says, how do you know someone is right, someone is you can follow, someone you can't follow? Chồng trai may rủi. Yes? There's another factor here. You say people don't trust. In fact, people have a very strong desire to put themselves in someone else's hands to trust. And that's why we have Scientology and various other things. Build trust in someone else. That says that they can take it when they go. Yes? Well, they're all made of all of them.
Yes. Because they had an impulse of trust. Yes. So I'm not sure that trusting is such a great idea. What else would you, what you do then? Rely on yourself. Rely on yourself. And it seems to be the, go back to square one again. Rely on yourself. Don't rely on one, anyone else. Otherwise, you could be wrong. How you get out of this, this mess, Tex? Your solution, it doesn't help me at all. You bring me back to square one. Yeah, it helps me. It helps me if that helps. That's why you're confused. Remember the nature of confusion, you like to be confused. You choose to be confused. That's exactly in nature. That's the nature of confusion. Okay? You will not accept clarity. Thì bây giờ cái vấn đề câu hỏi là làm sao mà tìm được cái người mình có thể tin tưởng nữa. So the fundamental question is still, his point is well taken. He says, you don't know, so you better off trusting yourself. Okay? Thì ông này ông nói, làm sao mình biết được mình tự tin mình là tốt nhất. Thì nói nếu mà tự tin mình nó trở lại như lúc đầu thôi là mình tự tin vào cái vô minh của mình thì mình cũng vẫn còn vô minh như thường. Okay? Mình tin vô minh thì mình sẽ, you believe in confusion, you are confused. The only way for you to get out of confusion is to believe in clarity. Cách duy nhất quý vị thoát được cái vô minh là quý vị tin vào cái sự sáng suốt. It's very simple. Find someone who can trust. Thì mình chỉ cần tìm cái người mình tin tưởng. Instead of sitting there and saying, no, I don't believe this. No, I don't believe that. No, I don't believe this person. I should believe myself. Có người á, nói là tôi không tin người này. Tôi tin thầy kia. Tôi tin ông thầy nọ. Ok? Tôi chỉ tin mình thôi. You can go through many lifetimes doing that. And yet you're getting nowhere. Mà quý vị phải qua biết bao nhiêu cuộc đời làm như vậy. Cũng chả đi tới đâu hết. Versus Gu Yin's approach, he says, show me a person I can trust. Câu quả ngân cô ngân đi. Cô nói là chỉ tôi cái ông thầy tôi tin được, cái người tôi tin được, đúng không? Làm sao chỉ tôi cách nhận cái người thầy mà tôi tin được? Show me someone I should place my trust on. It's a little bit smarter. Cái người này thông minh hơn tí. You agree with that? Yeah. Okay. There's hope. Làm sao bây giờ? Làm sao tìm người mình tin được bây giờ? Yes. How? Làm sao bây giờ? You get it, Amy? Làm sao tin được bây giờ? Làm sao tìm được người đó bây giờ? Chào san chư sư. Chào san chư sư. Chào mất chào san chư sư. Làm sao kiếm được cái người thiền trí thức bây giờ? It's not easy. Kiếm rất là khó. So what do you do? What to do? Làm gì bây giờ? Huh? You can trust the word of the Buddha. You have to start. But the Buddha is not here. You help other find a good no advisor. Mình giúp người khác tìm ra thiền tri thức. Tiếng không? Thì trong tương lai người khác sẽ giúp mình tìm ra được thiền tri thức. The fundamental process is that you help others find a good no advisor, then in the future, someone will help you find a good no advisor. That's a smart way. You plant the seeds for you to, in the future, find a good advisor. Don't tell me that you want to eat a fruit and you don't do anything about it.
Nói cách khác, phải trồng cái nhân chứ. Hả? Không chịu trồng trọt sao bữa nào có quả ăn bây giờ? The worldly approach, like many of them, they say, teach me, teach me. Oh, you no good. No, he's no good. She's no good. You know, and so on. Cái người thế gian Pháp, ta nói là, thế người thế gian, ta nói, ông thầy này tin, ông thầy tôi không tin ông thầy này, không tin ông thầy kia, không tin sư tô này, không tin sư cô kia. Không cần đi kiếm mà nói là, mình có thể, you come with it, do you approach a person, a potential teacher, and say, do I trust you? Okay, you judging your teacher. Người thế gian á, giờ tới gặp ông thầy á, Phản Quan Ngân, ông thầy này tin được không? Ông thầy nó có giỏi không? Kiếm thầy bằng cách đó, chừng nào mới kiếm ra được thầy bây giờ? If you have that kind of approach, how long you think before you can find a good teacher? Probably a long, long time, because a good teacher look at you and say, okay, you're right, you shouldn't trust me. Tại cái người mà tới mà gặp ông thầy đó, mà thử ông thầy, mà nói là mình có tin ông thầy này được không? Ông thầy có xứng đáng để mình tin là không? Thì ông thầy thực sự mà gặp cái người thiền xứng đáng là bậc thiện trí thức của mình, cái nói, đúng rồi, đừng có tin thầy. Right? And that's the same fundamental question that the Chinese have. Cái này cái vấn đề mà cái người Á Châu có, okay, là họ, cái pháp họ đi kìm thiền trí thức, their dharma is they go and look for good no advisor, right? He says, master, all the teacher says you should seek a good no advisor, therefore what you mind if I, you know, I go and visit a good no advisor. Thành cái người mà Trung Hoa, người ta đúng cái pháp họ là họ để tìm thiền trí thức, ta họ cứ từ giả thầy đi kiếm thầy thiền trí thức, right? And they go from good no advisor to the next one and so on, đi kiếm, right? That's good. That's a good thing. Only because they don't have enough blessings. Tại họ chưa đủ cái phước thôi. That's why they search blindly. Họ nhắm mắt họ đi. If you have the real blessing, nếu quý vị thực sự có phước, your teacher will send you to a good no advisor. Nếu thực sự quý vị một người có phước, thì ông thầy quý vị sẽ giới thiệu cho cái thiền tri thức. If so, you sit there, if your teacher says, go there because good no advisor, he can help you, she can help you. And you says, no, I can't trust you, I'm going to trust myself. How many chances do you think you're going to have? Cái vì nghe cái kỹ này, nghe cái chuyện rất to quảng. This is very important. Pay attention to this. Nếu ông thầy cái vị mà nói này, con tới đó học cái ông thầy kia này, học cái cô, sư cô kia nè. Mà cái vị nói, ha, không được đâu. Cái cô kia, tôi nghĩ không tin được đâu. Tôi không tin được lời thầy ông thầy nói nè. Người ta dẫn, người ta giới thiệu cho thiền trí thức đó, mà không đi, nó không tin. Thì cái vị nghĩ trong tương lai, ai sẽ giới thiệu cho vị bây giờ? So two things you do. Thì vì là hai cái chuyện. To answer Wu Yin's question, trả lời câu hỏi của cô Quảng Ngân, câu hỏi nó hóc búa dễ sợ. This is one of the most difficult questions to answer in Mahayana. Đây là một cái những câu hỏi mà khó trả lời nhất trong cái pháp môn đại thừa. Làm sao tìm được thiền trí thức? How do I find a good no advisor? And you ask each teacher, they're going to give you different answers. Quý vị hỏi bất cứ ông thầy sẽ cho quý vị đủ thứ cái trả lời hết đó. Không có cái trả lời nhất thiết hết đó. So I'm going to offer you mine today. And if you ask me next month, I will change my mind. Tháng này mình sẽ trả lời như vậy. Tháng sau thì sẽ trả lời khác. I assure you, I'm warning you already. Would you still want to listen to me today or you'd rather wait till next month? Thầy hỏi quý vị trước. Quý vị muốn nghe lời trả lời ngày hôm nay hoặc là quý vị đợi tháng sau rồi nghe. Okay? If you don't want to hear my answer today, just plug your ears. Okay, những người không nghe ngày hôm nay, chỉ
bít lỗ tai lại, tháng sau rồi nghe. Yes. Nếu mình không đi kiếm, cái tâm mình không đi kiếm thầy á, thì mình sẽ gặp, không gặp được thầy giỏi. Tại vì như vậy này, khi mà thân hư mà gặp thầy giỏi, mà quý vị không tìm ông thầy nó, tôi không tìm sư phụ, thì người ông thầy nó thì con đi đi. Người thầy chỉ đáp ứng nhu cầu của con thôi. Nếu con có nhu cầu đó, con nói con muốn thầy giỏi, thì ông thầy giỏi nhìn có được. Không dạy làm cái gì. Hiểu chưa? Mình phải tìm mới được. Không thể nói không tìm. She says, we should not do seeking. That's based on Master Shen Huang's teaching. Đó là pháp ngày tiếng hóa. Đừng có cầu. Đừng có truy cầu. Who truy chịu? She's right. Cho đó đúng. Là không nên tham cầu. Đó đúng. Fundamentally, you should not be seeking. That's correct. However, the only one exception. Có cái ngoại lệ duy nhất. Là phải kiếm ông thầy. You have to seek with no advisor. Phải đi kiếm ông thầy. Không kiếm không được. Đó là cái ngoại lệ duy nhất của cái đường tu hành. Ngài Tiếng Hóa dạy cái pháp rất là đúng. Đừng có truy cầu. Trừ phi tìm ông thầy thôi. Truy cầu ông thầy thôi. Yes. But you must seek a teacher because otherwise the teacher looks at you and you are not seeking for a teacher. He says, okay, let's be friends. You want, I'd rather be your friend than be your teacher. Because being your friend costs me nothing. Being your teacher costs me an arm and a leg. You think good teachers would volunteer that? No. No way. A good teacher only responds to your needs. Quý vị thấy không? Nếu quý vị mà trong tâm quý vị mà không cầu ông thầy giỏi gặp thầy chỉ làm lơ thôi, thì mình chỉ làm quen với nhau là vui vẻ với nhau đủ rồi, ăn uống với nhau nhậu nhẹt nhau là vui rồi. Dạy làm gì? Chứ dạy nó tốn rất nhiều tâm huyết, đâu phải khơ khơ mà dạy đâu. Yes. The premise is that you want to cultivate, you want to continue to improve, right. Okay, by studying under a good noble advisor. That's a premise. Right. That's a premise of cultivation. Cái tu hành á, trong đại thừa mình á, it's very important for you to understand the premise of Mahayana cultivation from my perspective. Okay. Về việc cái quan điểm của thầy, cái căn bản của cái tu hành bên Phật bên đại thừa mình á, về cái quan điểm của thầy thôi á, là quý vị muốn tiếp tục tiến bộ bằng cách tu hành dưới sự hướng dẫn của một cái vị thiền tri thức. Mình phải muốn cái đó. You don't want it. Nếu quý vị không muốn cái đó, không ai dạy cái vị đó. You don't want to improve under a good no advisor. No one will teach you. Only lousy teacher will offer to teach you. Có những cái ông thầy mà quờ quạng mới đòi dạy cái vị đó. Okay? Not just any teacher. You say, the premise of my cultivation, I want to cultivate under a good noble advisor. Nghe rõ không? Tôi muốn tu dưới cái sự hướng dẫn của một cái vị thiền tri thức chân chính. Chứ không phải bất cứ ông thầy nào đâu. Tâm mình là như vậy. That's your mindset. Because if you only want to cultivate, let's say a lot of people, like we have a friend who comes to the temple every morning to meditate. Cái hàng như cái chùa mình có một cái ông đó, người địa phương đó,
mà cứ mỗi sáng, sáng nào cũng tới chùa mà thiền hết. Sáng nào cũng tới hết. Dễ sợ. He meditates more regularly than I do. Because some morning I even miss meditation in the morning. Ông này còn tu thiền còn đều hơn thầy nữa. Là nhiều khi buổi sáng, thì không có thì giờ thiền nữa, không có thiền luôn nữa. Ừ? Tới chùa này ngồi đây thiền. Trong cái Phật điện này, he comes to this Buddha hall every single morning to meditate. Every single morning. Okay? And he says, I appreciate the environment, I appreciate being able to come here to meditate. Ông nói là tôi tới đây thiền thì tôi mừng dễ sợ, tôi rất rất là quý cái chuyện này. Okay? But that's it. That's all he wants. Ông chỉ kiếm như vậy thôi. Ông chỉ muốn được tới cái chỗ ngồi thiền thôi. Okay? He's going to meditate for the next 20 years. Let me tell you, give you a prediction. Thầy nói cái gì, thọ ký cái quý vị nghe. Ông này tiếp tục thiền 20 năm nữa đấy nữa. Okay? He will not be able to get the full lotus. Thiền 20 năm nữa cũng không thể nào ngồi được kiết già nữa. Yes? 20 years. I'm telling you right now. At the rate he's going, 20 years, he's not going to make it. Even just to get full lotus, forget it. Tiếp tục ngồi thiền như vậy. Mà ông nghe lời nghe. He says, every day he comes and every time I see him getting up from his... Sáng nào cũng vậy đó. Là khi mà ngồi xong ngồi một cái kỳ rồi, một cái khóa ngồi rồi, đứng dậy là người nó vèo luôn á. That's how hard he works. Okay? Ông tu hành gắt gao như vậy đó. Sáng nào cũng từ đại đọa cái thân khổ sở với sự thân nó vèo luôn á. Đứng dậy không nổi luôn á. But he will not make it. Đều làm được, sẽ làm được. Tại sao vậy? Yeah. And Master, that's because he isn't asking to be taught. That's right. Tại vì ông này không muốn được dạy. Dễ sợ không? Không muốn được dạy. Đã tới gặp ông thầy rồi mà không xin giúp á, thì đừng có mong được giúp. Không phải chuyện của ông á. Hiểu không? Do you see this? You see a good new advisor, and he says, "No, don't teach me. Leave me alone." Yeah. Dễ sợ không? Don't teach me. Oh, by the way, I'm going to pick whatever I like. Okay? Don't worry. I know what I want. I'm going to pick, I'm going to cherry pick whatever you teach me. Of course, you can cherry pick all you want. Không chịu dạy, không muốn dạy. Ông muốn, tôi biết thiền, tôi chỉ muốn làm theo cái ý của tôi thôi. I'm gonna do the way I want. Like Amy says, I'm gonna meditate, once in a blue moon, and then, if I feel like it, once in a, in the morning, Những người nói, tôi nổi hứng, tôi thiền. When I feel like I go to the gym instead of meditation, nhiều khi mình hứng, mình tới, mình tập thể thao. It's the same as meditation. Let's face it. Right? Yeah. Thì mình thấy dễ sợ không? Kinh hoàng không? Cứ tu, cứ coi là mình tu, coi là mình đang thiền. Thiệt ra là dậm chân một chỗ. They think he's making progress? No. He's stomping in one place. Dẫm chân tại chỗ. Thầy nói trước 20 năm rồi không tiến bộ được đâu. Không thể nào tiến bộ được. Now you know why there's so many people meditate for 20, 30, 40 years. They don't make it the first dhyana.
Thầy ví dụ về mới hiểu tại sao có nhiều người tôi tu thiền 20 năm, 30 năm, 40 năm mà không nhập được sơ thiền nữa vì vậy. Họ nhập không được. Tại họ tự cản lấy. They stop themselves. It's not that we don't want to help them. They stop themselves and reject the help. Họ tự cản lấy và họ từ chối sự giúp đỡ của ông thầy. Tell me, any good, self-respecting, good noise guys would try to help you. Quý vị nghĩ ông thầy giỏi có bao giờ đi làm ngược lại cái ý học trò không? Nó muốn giúp tôi kể nó chứ đâu phải chuyện mình đâu. Quá tự tin. Quá tự tin. They only believe in themselves. Phải không Trang? Quá tự tin. Quá tự tin. Là chết. Sư phụ ông này văn thù sư lợi Bồ Tát, rồi sao ông đi học mà chạy đi kiếm làm cái gì? Thầy kêu viên tịch rồi. Cái tâm mà học trò mà đi soi mói ông thầy giỏi chừng nào, thấy không? Cái soi mói 10 năm trời, không cách nào thấy được hết. She related a story of a left home person who studied under his master for 10 years. After 10 years, he said, gee, I observed my master for 10 years, and I'm learning nothing at all from this guy. Ông sư này mới học với tu với sư phụ 10 năm, quan sát sư phụ, quan sát ngày, quan sát đêm, nó quan sát 10 năm trời, không thấy được ông thầy hay chỗ nào hết đó. Cái xong mới bỏ đi. Nói thôi, thầy ơi, thầy 10 năm rồi. Cái pháp người Hoa của mình đó, là con phải đi kiếm thiền tri thức. So according to Chinese Dharma, I need to, you know, we are entitled to go look for good new advisor after 5 years. Sau trong 5 năm, đó, con có quyền đi kiếm thiền tri thức. Thầy nghe không? Okay. Phật giáo bên Á Đông mình như vậy. The Asian culture, Asian Mahayana. After 5 years, you are entitled to go look for a good new advisor. Nghe rõ không? So he took leave of his teacher and said, Master, I'm unhappy here. I need to go look for a good new advisor. So his master says, okay, as you go in that direction, let me take 2 letters with you. Ông thầy, ông sư phụ mới nói, thì con đi, được, con nên đi đi. Con đi về cái phía nào đó phải không? Này, con đem 2 cái thơ chứ cho thầy được không? Okay. So he says, can you bring 2 letters for me to make 2 deliveries for me? And so the first delivery he made is to a bordel. Thành ông này đi lò mò lặn lội tới ông thấy ông đem cái bài thơ cái phong khơ đầu tiên hết đó là vào một cái ổ điếm. Okay. And he went and delivered the envelope to a prostitute. Thầy đưa cái bì thơ tới cho một cái cô gái giang hồ. And so he dropped the letter and he turned back. Thầy ông này là nhà sư mà cực chứng đã mới lời đưa cái thơ vào cái chỗ điếm. Mà đưa cái thơ xong lập tức bỏ lên quay lưng bỏ chạy đi and the prostitute said wait a minute thằng cái cô gái giang hồ mới chặn lại khoan đợi tôi một tí. He said, what?
Ông nói, đợi cái gì? Đấy, she says, I have an answer for your teacher. Thì cái cô gái giang hồ nói, tôi muốn nhắn lại cho sư phụ ông được không? And Mung says, yeah, what do you want to tell him? Ông nói, ủa, ông này cũng tò mò, he's curious. And he says, why would a prostitute want to tell, relay a message to my teacher? Ông một người giang hồ muốn nói gì ông thầy mà cũng tò mò. Chứ thiệt ra ông muốn nghe, để tò mò quá. He says, well, if he's leaving them, so am I. Tao nói là nói cho biết là nếu như mà ông mà bỏ đi, tôi cũng đi. So she died right there in front of him. She died on the spot. Thằng cô giang hồ đó, cô nói là nếu như mà ông khi mà ông đòi đi đó, tôi cũng đi chứ, tôi đây làm cái gì? Mà chết ngắt ngay lập tức, tắt thở ngay lập tức rồi đó. So the man then brought the second envelope. Ông sư đó mới đem với cái bì thơ tới cái chỗ thứ nhì. The second place of delivery is a pig's thigh. Ông đem cái bì thơ tới một cái chuồng heo. It's a mother pig, một cái heo nái, heo mẹ, with a piglet sucking on her nipples. Có mấy cái đủ heo nái hay mấy cái heo sữa nó đang bú. Okay, and he made delivery to the mother pig and đưa cái bì thơ qua bên pig, and mother pig look at that, glance at heo nái, mẹ heo nhìn cái bì thơ nói, and ông lập tức chạy đi, bị smell so bad, cái chuồng heo nó hôi quá đi, ông đưa xong lập tức cũng bỏ chạy. But the heo, but amazingly the mother pig could speak. Mà cái con heo mẹ là biết nói tiếng người. Nó nói, đợi một tí, wait a minute. Okay. Let me read the letter first. Make sure it's addressed to me. Nó nói là, để tôi đọc cái thơ, thì có phải tôi là người mà nhận cái thơ này không? She read and say, oh yeah. Đọc mở cái thơ, đọc một cái nói, có chuyện chứ đứa. And she died immediately on the spot as well. Rồi cái bà, cái con heo mẹ nó cũng chết ngay lập tức rồi đó. Tại sao? It turns out that the monk had an awakening. He says, wait a minute, what's going on? What's going on? And it turns out that the prostitute is Quan Yin Bodhisattva. Cuối cùng ông thầy nó mới hiểu là cái bà mà cô gái giang hồ đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. And the mother pig is Universal Worthy Bodhisattva. Rồi cái con heo mẹ đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Okay. And the monk said, wait a minute, you know. But he says, I'm not worried. I'm still look for Manjushri Bodhisattva. Vẫn đi muốn kiếm Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát để mà xin đảnh lễ. And he found out that his teacher was actually Manjushri Bodhisattva. Sau mới khám phá ra ông thầy mình thiệt ra Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Và là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì ông lâu đợt chạy về. Yeah, so he found out, he ran back to his masters. And as soon as he got in, his master gave his last breath. Khi mà tới gặp ông thầy một cái, thầy con về đây. Ông thầy nhìn mặt nó là ông thầy tắt thở chết ngay lập tức. What is the moral story? Now, you boys and girls, you can tell this story because so many aspects you don't understand yet. It's perfectly okay to sit there and say, oh, I remind you of the story I read and so on. Okay? It's always good to hear these stories. Okay? Mà quý vị nói pháp, quý vị có thể kể những cái chuyện như vậy. Okay? Nó là con nhớ sự cái chuyện nữa, tới đây con mới sự cái chuyện nhớ cái chuyện con heo, cái chuyện người gái giang hồ. Ok, nhưng điều đem cái chuyện đó, tại nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. It has so many angles. Ok, the point here is that the one rule, cardinal rule,
that she brought up, the story she brought up, was very important. Not only is relevant here in today's lecture. Cái chuyện câu chuyện sư cô nói nó có nghĩa trong cái môi trường này. Tại hồi nãy thầy nói là quý vị phải cần cầu thiện tri thức cái gì, đúng không? Remember the premise I said we should be looking for good no advisors. That's our nature, the nature of our practice. Okay? Look to practice under a competent good no advisor, right? But the one no you don't do is to judge your good no advisor. Cái điều cái quan trọng, cái điều tối kỵ là không được phán xét thiện tri thức. Cái ông đó, ông thầy đó, 10 năm trời rình ông thầy, có thử ông thầy nó giỏi chừng nào. Khiếp không? Là tới gặp ngay Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rồi đó. Được dạy rồi đó, được chấp thuận dạy đó. Mà dám vào chùa mà rình có thử ông thầy nó giỏi chừng nào. Khổ không thể tưởng được. So this guy here has the blessings to be accepted, to be taught by Manjushri Bodhisattva himself. And yet he has the goal to come in and judge him and try to gauge him. For that, he's not able to see a thing. Vì cái tội đó, mà không được thấy cái gì hết. 10 năm trời không học được cái gì hết. Cái tâm mà đi xét ông thầy là không thấy được cái gì hết. If you have a mind of trying to gauge and judge the good no advisor, you will not be able to understand anything or get anything. That's a big no-no. Cái đó không được làm. Yes. Why do you think you still the way you are because you're not taught? Is that simple? Cut it out. As soon as you realize you're judging your good no advisor, I'm not going there. Thành ra cô này cô nói là chúng tôi chuyên môn cái tập khí chúng tôi là chuyên môn đi xét. Muốn khen ông thầy, ông thầy có giỏi không? Giỏi chừng nào? Đúng không? Mà dám phán xét ông thầy dở, ông thầy này sai. Okay. And then you go and say, he's wrong. He's so wrong. Okay, that's when you say stop. Không được xét ông thầy. Một khi cái việc phát cái tâm mà xét ông thầy nó, ông thầy này sai, ông thầy này, ông thầy nọ đó là chết. Là cái việc có đường đi ra thôi. If your mind is you came to the conclusion your master is no good, your master is bad, and so on, you're on your way out. That's it. Nói cách khác, conversely speaking, what if you place your trust in a stupid teacher? What to do? That's what Vicky is wondering about. Nói ngược lại, nếu như mà quý vị lỡ đặt cái lòng tin thấy ông thầy sai lầm thì sao bây giờ? Đâu còn Ngân muốn biết đó. Phải không? Mười tin thầy sai thì sao bây giờ? Còn Ngân ngồi nhiều. Nếu mình tin ông thầy sai làm sao? Sao mình đâu có biết được? How do you know? You don't know. Không cách nào mình biết ông thầy sai là đúng hết á. Hả? Sao? Lỡ mình thấy ông thầy sai thì sao bây giờ? Nếu mình tin thầy đúng thì không có vấn đề đúng không? If you place your faith in a good no advisor, a good one, it's a good one, that's fine. No problem. What if you place your faith on the wrong one? What do you do? Làm sao bây giờ? Yes? What if your teacher is a bad one?
Làm sao bây giờ? Ông thầy mà tầm bậy làm sao bây giờ? Yeah. The rule of thumb. Would you like to know? Yes, please. This is very important. Whether the teacher is good and bad is not relevant. Ông thầy giỏi, ông thầy dở không phải là quan trọng. Okay? What is important? Quan trọng là cái gì? He said, it's his dharma, okay? What else? Yes. Yeah, faith in the Buddha. Tin Phật. Đừng có tin. Là sao? Faith, but sincerely love. I'm having a headache. Hôm nay cứ tin, cứ mù quáng tin ổng đi. Cái đầu tôi nó nhức quá. Yes. Chà. Ah, Wu Yin says a very excellent idea. Might be of interest to you. He says, is he really a cultivator? Okay? Yeah. Okay? Yeah. Okay, okay. Let me tell you. Okay? Biết Hòa Thượng Tế Điên không? Biết Hòa Thượng Tế Điên không? Biết bao nhiêu thiền sư không? Ăn thịt này, uống rượu này. Ok? Quán Thế Bồ Tát vào làm điếm này. Huh? I just the example. Quán Yin Bodhisattva manifesting as a prostitute. Huh? And there are monks in the past who drank, who stole, who lied. Okay? Therefore, according to Guo Yin, they said that trong quá khứ bất nhiêu hòa thượng là uống rượu này, ăn thịt này, ăn cắp này, đủ thứ hết đó. Thì theo tiêu chuẩn Quan Ngân là cái người này không phải là người tu. Therefore, according to her criteria, this is not a cultivator. Bây giờ ăn một câu mà không thổi ra có tin không? And she says there's a Chan master who would eat pigeons and he spit the pigeon and then he spit the meat, the pigeon meat, and now flies out a pigeon. I said, okay, fine, you believe that's fine, you very good. But what if the monk, the Chan monk, eats pigeon and swallows it? Có tin không? Would you believe him? Yes. Okay, this comes the part where I see your faces, and I said maybe I should start charging money for these secrets of the universe. Thầy thấy cái mặt cái vì ai cũng đờ rồi hết rồi, thành thầy nghĩ đến lúc mình phải bắt đầu là phải trả tiền khi mà tới học. Đây cái bí mật của thế gian. How much are you willing to pay? Assuming I'm just doing a quick survey. Ví dụ, bắt đầu mình trả tiền thôi. Okay. Let's say that you can hear the rest of the lecture for free, but you want to know this, you have to pay. Chẳng hạn như mình trung dung đi. Cái phần còn lại mà for today còn nửa tiếng, it's we have another half hour. The next half hour is free. But for me to give you the answer right now, it's going to cost money. Nếu cái trả lời câu hỏi này thôi đó, thì phải trả tiền. Sau khi trả tiền rồi, cái phần, cái nửa tiếng sau sẽ miễn phí. Auction? Okay, Nancy is very good. Đấu giá.
And you're not playing our people. For what? For this secret. My secret is, what if this no advisor is so bad? What do you do? Why is it written anywhere? Tại sao ai nói chuyện này? Tại sao không ai giảng chuyện này hết? Is it really good role advisor that appears to be bad to a particular student, or is it really totally bad? Really, this guy eats meat, he drinks, he steals, he lies. You know, he doesn't behave like a monk at all. We happen to be your shifu. What are you going to do? Intervention. To me, that's not the criteria. What is it? The criteria is if he's hurting people, then I would say that's the thing. You ask any of the monks that he's hurting Buddhism? No. He's giving Buddhism a bad name. Yeah, well, I've actually been through this with not in Buddhism, and so I know a little bit about it, about how it goes. And, so that's not get sidetracked. I'm asking you, how much are you willing to pay besides the rest of them? You, I know, is zero. Tại vì thầy hỏi cho kỹ trước khi mà thầy quên. Là vì ai muốn trả giá bao nhiêu đây? Nancy, how much are you willing to pay? $10. Thank you very much. $10. Cái bí mật của thế gian này mới đáng trị giá có 10 đồng thôi. Starting bid. Đấu giá đầu tiên mở ra là 10 đồng. Yes, Ru Qing. Nhi xiang yao yang shao fu duo shao? Hả? That's a problem when you start out free and then you start charging. No one bites. Anh bắt đầu bằng cách cho miễn phí, bây giờ không ai chịu trả tiền nữa rồi. Yes? $20, thank you. Do I hear 30? Tại vì cái vấn đề hỏi như vậy này. Ok. What to do? Would you stay or should you leave? Mình nên ở lại là mình nên bỏ đi. Có nên là bỏ đi. Vừa dính vừa xe. He's not a true cultivator. I'm out of here. Tôi còn ngăn chắc chắn là ông thầy sư hổ mang. Tôi bỏ tôi đi. Right? Yes? No. No? Why not? I just have a different criteria. What is your criteria? I said it already. He's hurting people. He's hurting people. The criteria is that it's none of your damn business. None of your damn business. Does he need your approval? For eating and drinking and smoking? All your sensors are confused already. None of your damn business. You, whatever you decide is all confused anyway. See that? So what is the criteria? Is he helping you get out of confusion? It's not what he does. Is he helping you progress and get out of confusion? Is he guiding you in the right direction? Doesn't matter what he does. It's none of your business. Who are you to judge him? Who are you to know why he's doing certain things? It is, must he answer to you? You're kidding me. Huh? You're the student and he must explain to you what he's doing, why he's doing certain things? My God.
your world so upside down. Đồng ý không đồng ý? Hả? Đồng ý không đồng ý? Cái tiêu chuẩn không phải ông thầy đúng hay là ông thầy sai. Cái đúng với sai là nó không quan trọng, tại vì cái tâm quý vị nó đã mê muội rồi, quý vị có hiểu đúng, quý vị đâu hiểu sai đâu. Nghe rõ không? Cứ tưởng tượng đúng, cứ tưởng tượng sai không à. Cái tiêu chuẩn á, là phải là ông thầy này đang giúp mình đoạn cái mê muội của mình, đoạn vô minh mình là không, mình đang tiến bộ là không. Chừng nào mà hết tiến bộ thì bỏ đi. Chứ ông thầy là làm chuyện ông thầy, làm sao quý vị tư cách nào mà hỏi ông thầy là đúng thầy là sai được. Hoặc là khi nó tôi hỏi thầy nghe, tại sao thầy làm chuyện tầm bậy như vậy. Ok, ông thầy nhìn mặt lên, đó phải chuyện của con, nó hỏi làm vô duyên lãng xẹt vậy. Bây giờ con muốn thầy phải đính chính cái việc cuộc đời của thầy, việc tu hành của thầy với con, à con phải chấp nhận, con phải chấp thuận thầy mới tu được hả? Hả? Phải không Quảng Ngân? Phải không? Thầy mà nói mà tôi không đồng ý là chết với tôi đó. Is it clear? None of your damn business. If you're improving, if you're making progress, if you are less stupid, then continue. Well, one day, doesn't matter what the teacher does. One day, when you stop progressing, I am mercenary. I am ruthless. If I stop progressing, sayonara. Đối với thầy đó, nếu như thầy đang tiến bộ, nếu như thầy đang bớt mê muội, nếu như thầy bớt phiền não, thì thầy không cần biết thầy làm những cái chuyện của thầy. Ngày nào đó khi mà thầy hết tiến bộ rồi, dậm chân tại chỗ, thầy sẽ bỏ thầy đi ngay. Xin phép thầy bỏ đi ngay. Yes, questions. It's only because his teacher refuses to teach him. He doesn't deserve to be taught. For that kind of student, you think the teacher cares whether he comes or stays? He stays or leaves? Your premise is so confused. You must prove yourself worthy to be taught. Not the other way around. Cái tiêu chuẩn không phải là quý vị phải tự làm những cái gì để cho chứng minh cho ông thầy thấy mình xứng đáng được giúp đỡ, mình xứng đáng được dạy. Chứ không phải đừng nói là ông thầy này giỏi, là ông thầy này dở. Quý vị sao không biết được giỏi dở được? You have no idea what good means or what bad means. You cannot tell the difference. Quý vị đâu có biết được cái tốt đúng là gì, cái sai là cái gì đâu mà nói vô ích. Yes, sir. When you're confused, yes. Now it's time to move on. If your teacher cannot help you get out of confusion, then he's not teaching you. A good no advisor does not waste his time. You're asking from a stupid perspective. That's why your question doesn't make sense.
Hỏi tôi mới buồn sao tôi biết tiến bộ không tiến bộ được. Thầy nói hỏi sao ngu dữ vậy. Học trò mà hỏi tôi hỏi tôi chừng ngu không à. Ông thầy mà giỏi thì ông thầy sao để cho nó ngu được. Ông thầy giỏi không là phí thời giờ mình dạy thằng ngu hả. Đuổi nó đi ngay á. I'd be blunt with you. A good no advisor. Would he waste his time on you? He says, get out of here. Don't waste my time. You're wasting your time with me. Question, ai thắc mắc gì không? You so fool yourself. You say, teach me. I want to learn. I want to make progress. You assuming you deserve to make progress. You assuming you deserve to be taught. You're so confused. Quý vị cứ tới mà cứ nghĩ là mình giỏi, ông thầy phải dạy cho mình, ông thầy mình xứng đáng được dạy. Trời đất ơi, ngạo mạn như vậy ai mà thèm dạy? You're so fool of yourself. Just to let you around for you to someday hopefully wake up to your stupid arrogance or in you're so fool of yourself is a favor already. Why do I have to teach you at all? Lucky I didn't kick you out. When Ru Sri Bodhisattva kept that guy around for 10 years to give him a chance. Thầy giữ lại, ông thầy làm ân huệ cho mình, ban ân huệ cho mình có cái cơ hội để mình thức tỉnh lấy. Là gần bên cạnh một cái người đại thiền tri thức như Văn Thù Sư là Bồ Tát mà tất cả những chuyện ngài làm trong ngày là biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng, biết bao nhiêu chuyện huyền diệu mà không chịu thấy, không chịu mở mắt ra, vách mắt ra mà thấy. Toàn tìm cái chỗ vơ, dơ bẩn, toàn tìm cái chuyện làm bậy làm bạ không mà đòi thấy. Ra mà thấy được. You know, if Manjushri Bodhisattva happened to be in this world, quý vị biết Văn Thù Sư là Bồ Tát á, mà trong cái thế gian này, quý vị biết không? You only have to be around him for 5 minutes. You learn like things that you can never read in 1,000 books. Ngồi bên cạnh, đứng bên cạnh ngài Văn Thù Sư là Bồ Tát 5 phút thôi đó, còn hơn đọc 1,000 cuốn sách nữa. Why is that? Tại sao như vậy? Why do I dare make that kind of assertion? Tại sao thầy dám nói cái lời đó? Cái sáng của ngài, ánh sáng trí huệ của ngài rọi mình phá biết bao nhiêu vô minh trong cuộc đời của mình. To be next to him and allow his wisdom light to shine upon you will brighten up your world and brighten up your mind if you are respectful enough. Nếu cái tâm quý vị mà cung kính là nó sẽ xảy ra. Nếu cái tâm quý vị mà đặt lòng tin vào ông thầy, nó sẽ động, nó xảy ra. Ok? Questions? Ai thắc mắc gì không?
Ừ, mày sao? Đúng. Quá đúng. Ừ. Và đó là cái tỳ kheo đi không được ra ngoài ban đêm. Okay, any other questions? Okay, let me try to finish this slide here. So this is notion of large versus small. Thành thầy giảng tiếp cái tấm 797, cái lớn với nhỏ. Okay, I was asked, by the way, recently on Facebook, someone asked me about the blessings. Có người hỏi thầy về cái phước. Thì thầy trả lời xong người ta hỏi. So he said, oh wow, so that's why there are great blessings and small blessings. Anh có người mới nói, và mới hỏi thầy vậy thế là đại phước với tiểu phước, phải không thầy? Okay. So my answer is, there's no such thing as large blessings or small blessings. Thầy nói không có đại phước, cũng không có tiểu phước. Nên chỉ có phước thôi. It's only blessings. And she says, I don't understand. Vẫn hiểu. So I answer, and sao mình nói tiếp? It's only large because you don't have enough blessing. Nó lớn là tại vì cái vị không chưa đủ phước mới gọi là lớn. It's only small because you have too many blessing. Nó nhỏ tại vì nhiều phước quá thành nó nhỏ. No large or small, không có lớn, không có nhỏ. Is it clear? When you have so much money to give you 20 bucks is nothing. Vì có quý vị nhiều tiền mới đưa thầy, đưa quý vị một cái tờ 20 đồng nó có giá trị gì đâu. Right? It's your mind who constantly discriminate. Cái tâm quý vị chiếu muốn nó phân biệt lớn và là nhỏ. Ít và là nhiều. Many and little and few. Okay? So this is in this particular sutra text, cái phần kinh này đó, là Đức Phật dùng cái ví dụ của cái thế giới. He uses the example to go to compare, to help you understand the concept of small versus large is a false concept. Because there's no such thing as large nor small. Thành cái này, cái phần kim cang này quan trọng, nói cái gì biết á, đừng có phân biệt nhỏ với lớn, nhiều với ít. Tại cái thế giới này nó lớn như đều, cái vi trần là nhỏ, thiệt ra cái vi trần nó không có nhỏ, nó cũng không phải là lớn nữa. Nó chỉ là cái vi trần thôi. It's only a dust mote, no more than that. Okay? Because you look closely, the dust mote has no substance. Là cái vi nhìn cho kỹ đó. Cái vi trần, cái hạt bụi đó, nó chẳng có gì hết á. Nó gần như là hư không rồi. Ok. Thành nếu cái hạt bụi nó gần như hư không, mà quý vị gom lại tất cả những hạt bụi, nó thành một cái thế giới, thành một cái đèn, thành một cái thảm, thành một cái cục đất. Cái cục đất nó cũng là hư không. Nó chả có gì hết á. Tại cái vì tâm quý vị không thấy nó là hư không, tại vì tâm quý vị mê muội thôi. Nghe rõ không? Mà nhất định nói, nhất định không tin. So, since the dust mode is empty, if you put millions upon trillions upon countless number of dust modes together, it's still empty. The union of emptiness of many empty elements is still empty. And that's why the proof right there in this Vajra Sutra says you should not attach to small or large, many or few. Thành cái đó, cái kinh này cho quý vị nhớ, mặc dù quý vị chưa tin, là đừng có nên chấp trước về cái nhiều, cái ít, cái lớn, cái nhỏ. Chứ ơi. Because there's no small, there's no large. Không có nhỏ, cũng không có lớn. Only your perception. Chỉ cái tâm mê muội quý vị mới thấy nhỏ lớn thôi. Is it clear? It is so fundamental. I can speak until I'm blue in the face. But it's you who will not believe me. Cái tâm quý vị nhất định không chịu. Không chịu nghe lời.
cứ đòi lớn, đòi nhỏ, đòi nhiều, đòi ít. You keep on insisting. You insist on having many and few. Lời với lỗ. Profit and loss. Okay? And by the way, this is a very important dharma practice as well. Nói với vị riêng và nhỏ cái vị riêng. Trong cái này, trong cái phần này, cái vị nào lúc người nào mà muốn nghiên cứu rõ hơn, there is a dharma practice here. Trong cái trang này, trong cái phần này nó có một cái pháp tu hành rất là quan trọng. Tại vì nói được chuyện đó thôi, I cannot tell you so much. Because I don't want to free you from your confusion yet. Tại vì thầy chưa có khả năng mà giúp quý vị thoát được cái mê muội quý vị nói. Chỉ cần nhớ là có một cái cách để mà thoát cái mê muội quý vị ở trong này. Right here, today, okay, in this particular lecture, there's a dharma to help you get out of your confusion. Because since you're so confused, I can't even tell you any more than that. You know, ironic. It's right there, and yet I can't tell you. Cái pháp nó trước mắt cái vị đó mà thầy không dám nói, tại nói sợ cái vị sẽ không tin. Because if I told you, you wouldn't believe me. Go, no, I believe you. I don't believe you. Người thầy không tin quả ngân sao bây giờ? Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Yeah, what is it? It's in today's lecture. Okay. You think I waste my time spending? I spent 2 hours explaining the Vajra Sutra to you and not tell you what to do. Thầy bỏ thì giờ hai tiếng đồng hồ để giảng cái vị cái kinh này, cái pháp này, không lại thầy phí thì giờ quý vị hả? $798. Any question? Ai thắc mắc gì khác không? Again, this is, you know, I'm still, it's still negotiable. You know, $20. Another 20. Now we have 40. Now we're talking. 40 đồng rồi. Bây giờ giá nó tăng lên 40 đồng rồi. And Nancy is still quiet. She's still mum. And Nancy says, my maximum is 7. Yes? And anyone else? Yes. And what happened is that this is double talk when Subhuti and Buddha talk to each other. Cái này trong phần kinh này, Phật với Tu Bồ Đề nói mà rất là khó hiểu. Because he's speaking, remember, Subhuti, four stage Arhat. Quý vị đừng quên, Ngài Tu Bồ Đề là một vị tước của A-la-hán. So fundamentally, you can have no way to understand what he's talking about. Nói cách khác, là cái lời Ngài nói, cái vị hiểu không nói. He's trying so hard to help you become not so sure of yourself. Là cái phần này là cái vị không hiểu được. Thành ra khi đọc cái này, cái vị sẽ bị ngần ngại, ngần ngừ. Sao người ta nói ta hiểu được, mà tôi đọc tôi không hiểu được. Bởi vậy, để cái vị khiêm tốn hơn. Okay? It's not something you can conjure up intellectually. You can't. So it's perfectly natural to feel confused because you are confused. It's just a natural state. Bởi vậy khi quý vị đọc cái phần kinh này mà cảm thấy mình không hiểu, mình mơ hồ, mình là cái đó là đúng. Tại vì quý vị đang mê muội, cách nào làm quý vị được hiểu? Thầy giảng kinh làm cái gì? So why would you read this? Để quý vị bớt cái ngạo mạn,
cứ tưởng cái gì muốn đòi hiểu hết. So that you have, instead of trying to understand, he says, okay, what do I need to do to understand it? Instead of trying to understand it. Thành cái người mà có trí huệ đó, sẽ thay vì mà đòi hiểu cái này á, sẽ hỏi ngược lại. Tôi cần làm cái gì để hiểu được cái này? Tại bây giờ cái cách mà tôi làm bây giờ nó chưa hiểu được, cái cách nào tôi hiểu được hết. So the answer is more chan chis, là có nghĩa là mình phải tu nhiều thiền thất hơn nữa. I need to recite the Buddha's name more, phải niệm Phật nhiều hơn nữa. You need to recite the sutras more, phải tụng kinh nhiều hơn nữa. You have to bow more to the Buddha, phải lạy Phật nhiều hơn nữa. Sau buổi trưa có lạy Phật không? I ask a form like, do you bow to the Buddha after lunch? Tại sao sau ăn trưa mà đi lại Phật làm cái gì? Giúp quý vị hiểu cái này. We make you bow after lunch is to help you plant the seed to understand. Some of you are so smart. Có những người thông minh vậy sợ nó. Oh, có được nửa tiếng ngồi mình nghỉ một tí để mình nghỉ dành sức mình ngồi mình nghe giảng kinh. And some of you are so smart. It says I have 25 minutes of bowing time. Let me spare, save it, and you know, take a nap or rest, and you know, and so that I have more strength to sit through the lecture. Questions? Yes, sir. I just want to apologize if my tone was not respectful before coming back to what I was trying to say. I thought maybe I was trying to justify myself for a couple of words. You were misunderstanding me, but I'm not going to do it. I apologize. It's not disrespectful. Okay. Okay, anything else? Có gì thắc mắc khác không? Okay, I have a long slide, so I'm not going to try to go through it. Cái tấm này nhiều quá, mà nói 2 phút không kịp. I only have 2 minutes left. I don't feel like going through 2 minutes of trying to finish it in 2 minutes. It's just too much. Any questions before we end? Có ai thắc mắc gì cuối cùng trước khi mình chấm dứt không? Yes. Any questions? Okay, he have no questions. We do the transference. Không ai thắc mắc thì mình hồi hướng công đức. Okay.